Tâm điểm trong ngày thi đấu 12/7 tại Wimbledon là cuộc chiến giữa hai tay vợt trẻ tài năng, Carlos Alcaraz và Holger Rune. Chiến thắng thuộc về tay vợt số 1 thế giới, anh đánh bại đối thủ người Đan Mạch với tỷ số 7, 6, 3, 6, 4, 6-4 để lọt vào trận bán kết Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp. Trận đấu giữa Alcaraz với tay vợt số 6 thế giới Rune là trận tứ kết Wimbledon đầu tiên của nam trong kỷ nguyên mở kể từ năm 1968, diễn ra giữa hai tay vợt dưới 21 tuổi. Cả hai đều thi đấu với khát vọng mạnh mẽ tại sân trung tâm và cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu thực sự hấp dẫn. Hai tay vợt đã bám đuổi quyết liệt ngay từ khi bước vào game đầu tiên, không cho đối thủ cơ hội bẻ giao bóng. Set đầu tiên phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie break, Alcaraz hiệu quả hơn Rune và thắng 7-4. Kịch bản set 2 tiếp tục chặt chẽ, nhưng Alcaraz đã bẻ game 9 thành công để tạo ra bước ngoặt thắng 6-4. Ở set 3, tay vợt người Tây Ban Nha bẻ thành công game 5 và tiếp tục phong độ ấn tượng trong các game giao bóng, Alcaraz đã ấn định chiến thắng 6-4. Hai tay vợt đã ăn miếng trả miếng với những pha đánh bóng hủy diệt trong 2 tiếng 20 phút, nhưng tay vợt số 1 thế giới đã nổi bật hơn trong những thời khắc quan trọng để trở thành người trẻ nhất lọt vào vòng bán kết kể từ khi Novak Djokovic vào vòng đấu 4 người năm 2007. Vào bán kết thật tuyệt vời đối với tôi, Alcaraz nói. Đây là một giấc mơ kể từ khi tôi bắt đầu chơi quần vợt, đạt kết quả tốt tại Wimbledon, một giải đấu tuyệt vời và vĩ đại đối với tôi. Được chơi trận bán kết ở đây là giấc mơ. Tôi nghĩ mình đang chơi với phong độ tuyệt vời. Tôi không mong đợi được chơi ở đẳng cấp như vậy trên mặt sân này. Đối với tôi, điều này thật điên rồ. Với chiến thắng thứ 45 ở cấp độ giải đấu trong mùa giải, Alcaraz tiến vào trận bán kết lớn thứ 3 và nâng tỷ số lên 2-1 trong loạt trận đối đầu trước Rune. Thật khó khăn. Lúc bắt đầu, tôi thực sự lo lắng. Chơi trận tứ kết tại Wimbledon và đối đầu với Rune, người bằng tuổi tôi, khiến tôi càng lo hơn, Alcaraz nói. Rune luôn chơi với phong độ tuyệt vời và thật khó để đối đầu với anh ấy. Nhưng tôi đã nói điều này một vài lần, một khi bạn bước ra sân đấu, bạn không chỉ tập trung vào bản thân mà còn phải tập trung vào đối thủ. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt điều đó ở trận đấu này. Đối thủ của tay vợt người Tây Ban Nha ở bán kết sẽ là tay vợt số 3 thế giới Daniil Medvedev. Tay vợt 27 tuổi đã giành được chiến thắng thứ 46 trong mùa giải sau khi hạ Christopher Eubank trong 5 set 6-4, 1, 6, 4, 6, 7, 6, 4, 6, 1. Eubank đã gây ấn tượng mạnh tại tứ kết khi loại Stefanos Tsitsipas. Tay vợt hạng 43 ATP cũng suýt làm được điều đó trước hạt giống số 3. Trận đấu diễn ra chặt chẽ ngay từ đầu. Medvedev có được một break ở set đầu tiên để tạo bước ngoặt thắng 6-4. Sau game đầu tiên giao bóng tốt ở set 2, Medvedev sa sút không phanh khi thua 8 game liên tiếp. Eubank thắng 6-1 trong set 2 và dẫn trước 2-0 trong set 3. Duy trì phong độ ấn tượng, Eubank thắng 6-4 để vượt lên dẫn 2-1. Set 4 diễn ra căng thẳng, hai tay vợt bám đuổi quyết liệt và đưa nhau vào loạt tie break. Medvedev có được 3 mini break, mất 1 mini break, nhờ vậy thắng 7-4, đẩy trận đấu vào set cuối cùng. Khởi đầu set quyết định không tốt khiến Eubank gặp áp lực mạnh, anh để đối thủ dẫn trước 4-0. Hạt giống số 3 thắng dễ dàng 6-1 và khép lại trận đấu sau 2 giờ 57 phút. Sau set đầu tiên chắc chắn, tôi không muốn phải thi đấu 5 set. Khi tôi thua set thứ 3, tôi muốn trận đấu diễn ra 5 set vì tôi không còn lựa chọn nào khác, Medvedev nói, khiến người hâm mộ bật cười. Có thời điểm trong trận đấu tôi hoàn toàn mất thế trận và anh ấy đã chơi tốt. Tôi bắt đầu sa sút, tôi bắt đầu mắc nhiều lỗi, phát bóng không đủ tốt. Thực ra, trong set thứ 3, tôi đã cố gắng từng bước để không thua tiếp với tỷ số 6-1, điều đó bắt đầu hiệu quả ở set 4. Tôi có nhiều cơ hội hơn Eubank khi anh ấy giao bóng, nhưng thật không may, tôi đã không thể tận dụng. Tuy nhiên, bắt đầu từ loạt tie break, tôi đã chơi tuyệt vời và thực sự hài lòng về điều đó.